Phi Nhung livestream hát tặng khán giả sau khỏi bệnh. Những ngày qua, thông tin Phi Nhung còn sống và hiện tại đang rất khỏe mạnh tại Mỹ khiến dư luận cũng như những người hâm mộ Phi Nhung vô cùng vui mừng. Nhiều người cho biết dù Phi Nhung lừa dối khán giả chuyện giả chết, nhưng việc Phi Nhung còn sống đã là tốt lắm rồi. Mọi người đừng nên sâu xé hay chửi bới cô ấy nữa. Được biết vào sáng nay, các bác sĩ có thông tin Phi Nhung đã bình phục gần như 100%, thì fan hâm mộ của Phi Nhung vô cùng vui mừng. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến Phi Nhung, mong sớm ngày thấy cô xuất viện và quay trở lại sân khấu bằng xương bằng thịt, tiếp tục cất tiếng hát những bài ca trữ tình. Đáp lại sự yêu mến của khán giả thì Phi Nhung cũng vừa mở một buổi livestream để hát tặng fan. Suốt buổi livestream có thể thấy giọng ca Bầu ơi đừng khóc dường như tươi tỉnh và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều. Cô vui vẻ trò chuyện với khán giả và tâm sự quá trình điều trị của mình trong những tháng qua tại Mỹ. Ngoài ra, cô còn liên tục hát tặng khán giả rất nhiều ca khúc nổi tiếng một thời đã làm nên tên tuổi của Phi Nhung, như một cách để tri ân những khán giả đã luôn ủng hộ mình. Cuối buổi trò chuyện, cô cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến những người hâm mộ vì đã che giấu sự thật mình còn sống tại Mỹ, cũng như việc giả chết để qua mặt những thị phi với con nuôi Hồ Văn Cường. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nấu cơm gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu. Trong quá trình làm việc, nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca F0 dương tính với SARS-CoV-2. Nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn tại Mỹ diễn ra vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung sinh năm 1972, quê tại Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh, Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điên Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như Solo cùng Bolero, Hãy Nghe Tôi Hát. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và gửi đến các bạn kết quả chính xác nhất vào bản tin sau. Hãy cùng chờ xem vào video tiếp theo nhé!